Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm món cá cơm khô kho. Đây là món ăn rất phổ biến của người Hàn Quốc. Mình không rõ là loại cá cơm này có ở Việt Nam hay không, nhưng nếu như có thì ngoài những cách kho thông thường, chúng ta còn có thể kho theo cách của người Hàn Quốc. Dùng để ăn vặt cũng được, dùng để ăn với cơm, tất cả đều được nha các bạn. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ mua khoảng 3 lạng cá cơm khô. Thì có nhiều loại, có loại cá cơm nhỏ như thế này. Ngoài ra còn có nhiều loại to hơn, thì tùy theo sở thích của gia đình mà chúng ta có thể mua nha các bạn. Thì trước tiên chúng ta sẽ rang khô, rang hơi giòn cái cá cơm này. Không cần phải giòn quá nha các bạn, chúng ta chỉ cần hơi vàng vàng, xe mặt cá cơm là được. Làm chúng ta rang vàng cá cơm là để cho khi ăn có độ giòn nhất định, ăn rất là vui miệng. Chúng ta để lửa nhỏ, mức lửa nhỏ nhất nha các bạn, đảo nhẹ. Đây là món ăn rất phổ biến trong các gia đình Hàn Quốc. Rang đều trong khoảng từ 8 cho tới 10 phút là được nha các bạn. Không được rang thật giòn, bởi vì rang thật giòn thì khi ăn sẽ sắp vào miệng. Rồi sau khi chúng ta đã rang cá cơm ở lửa nhỏ từ 8 cho tới 10 phút, thì đến khi cá cơm đạt được độ như thế này, các bạn xem nha, nó không giòn tới mức bể là gãy, vẫn còn độ mềm và không có vàng, chỉ vàng hơi xe mặt thôi, thì chúng ta tắt bếp. Tiếp theo, sau khi đã rang xong cá cơm thì chúng ta sẽ làm nước để trộn cá cơm vào nha các bạn. Không giống như Việt Nam chúng ta phải dùng dầu, thì cách nấu cá cơm kho của người Hàn Quốc là sẽ không dùng dầu, thay vào vậy chúng ta sẽ dùng nước đường. Thì ở Hàn Quốc người ta sẽ dùng loại nước đường dẻo như thế này, ở Việt Nam cũng có thể có bán, hoặc là có với tên khác là siro ngô. Thì nếu như không thể tìm được nước đường Hàn Quốc hoặc là siro ngô thì chúng ta cũng có thể nấu nước đường dẻo, bỏ đường và nước, nấu cho nó dẻo lại. Đây các bạn xem độ dẻo của nước đường đây nha. Hoặc là nếu như nhà chúng ta có mạch nha thì chúng ta có thể pha đường chung với mạch nha, chung với nước và nấu cho có độ dẻo hơi nhẹ hơn so với mạch nha của Việt Nam. Thì đối với cái lượng cá cơm như thế này thì mình sẽ dùng khoảng 5 muỗng đường. 1 5 muỗng đường nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ bỏ tiếp xì dầu. Bởi vì xì dầu của Hàn Quốc mặn hơn xì dầu Việt Nam nên mình chỉ dùng lượng xì dầu là 3 muỗng xì dầu. Còn đối với xì dầu Việt Nam nhẹ hơn, lạt hơn thì chúng ta sẽ dùng tỷ lệ là 5 đường, 4 xì dầu. Nhưng mà hôm nay mình dùng xì dầu Hàn Quốc nên mình chỉ dùng 3 muỗng thôi. Các bạn nào ở Hàn Quốc cũng lưu ý điều này nha. 1 2 3 À, với lại một điều là bởi vì vốn dĩ cá cơm đã có vị mặn nên chúng ta không cần thêm muối gì hết cả. Sau đó chúng ta cho một ít dầu mè. Lượng dầu mè sẽ là 3 muỗng dầu mè. 1 2 3. Rồi chúng ta sẽ bật nhỏ lửa, thật nhỏ lửa nha các bạn. Khuấy đều cho dung dịch này hơi sôi lăn tăn. Không được để lửa to, bởi vì lửa to thì sẽ làm cho dung dịch này bị cháy. Khuấy đều. Như vậy nói tóm lại là chúng ta sẽ cho 5 muỗng đường, 3 cho đến 4 muỗng xì dầu, 3 muỗng dầu mè. Nếu như không
không có dầu mè mà thay bằng dầu ăn Việt Nam thì hương vị sẽ giảm đi tới khoảng 50% nọn đó các bạn, nên chúng ta cũng phải chú ý điều này. Và các bạn cũng nhớ là để lửa nhỏ nha, không làm khi dung dịch này bắt đầu sôi lăn tăn ở ngoài rìa thì chúng ta phải dừng lại, không được để nó sôi quá thì nó sẽ cháy vì đường mà các bạn. Khi đường đã bắt đầu sôi như thế này thì chúng ta tắt bếp và bỏ cá vào nha các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu bỏ cá vào trong hỗn hợp đường, xì dầu. Rồi sau đó chúng ta không bật lửa, để nguyên bếp dùng đũa hoặc muỗng trộn đều cho thấm cá và nước gia vị. Các bạn lưu ý là cá cơm kho Hàn Quốc sẽ không có nước giống như ở Việt Nam. Các bạn xem này, nước gia vị trộn đều với cá cơm, không có dư ra phần nước nào hết, trộn đều. Chính vì vậy nên món cá cơm này người Hàn Quốc cũng dùng để ăn vặt nữa đấy các bạn, không phải chỉ để ăn cơm không. Rồi sau khi chúng ta trộn đều, đối với một số người Hàn Quốc thì ngay bước này người ta ăn cũng được, nhưng mà có một bí kíp nữa, đó là các bạn bật lửa nhẹ thôi nha các bạn, lửa số nhỏ nhất, trộn đều trong khoảng 30 giây. Rồi cho nước gia vị thấm thêm vào trong cá. Ở cái khâu rang cá các bạn không được rang quá giòn, bởi vì nếu như các bạn rang quá giòn thì ở bước này các bạn sẽ làm gãy cá và cá ăn rất cứng, sảm. Rồi 30 giây trôi qua rồi, chúng ta lấy hạt mè đã được rang vàng rắc vào. Ở nhà các bạn nếu như mà có hạt óc chó hoặc là đậu phộng, các bạn cũng có thể đập hơi vụn vụn rồi các bạn rắc vào này. Rồi sau khi đã rắc mè thì các bạn cũng trộn đều. Và vậy là món cá cơm khô kho Hàn Quốc đã hoàn tất xong. Vâng, và đây là món cá cơm sau khi đã thành phẩm. Cá cơm này các bạn có thể bỏ vào trong tủ lạnh và có thể bảo quản dùng được trong khoảng tới 2 tuần đó các bạn. Hương vị vẫn như lúc khi các bạn mới nấu. Bây giờ mình ăn thử. Vị của nó là không có vị quá mặn, trong khoảng 3 vị mặn thì sẽ có là 7 vị ngọt. Vậy cho nên rất thích hợp để ăn với cơm và ăn như một đồ ăn vặt. Chúc các bạn làm và thành công.